một hot girl 9x tung ảnh chặt chém, chuẩn bị thi hoa hậu. Một số khán giả còn cho rằng dường như cô nàng này đã chuẩn bị váy áo để đi thi hoa hậu. Thời gian gần đây, các cuộc thi hoa hậu được tổ chức rầm rộ và thu hút sự chú ý của giới truyền thông và đông đảo khán giả. Các người đẹp sau khi bước ra từ đấu trường sắc đẹp đều trở nên nổi tiếng và nhận được sự săn đón, quan tâm đặc biệt. Đây cũng chính là lý do khiến một số sao nữ bất chấp tất cả để làm lại từ đầu thông qua các cuộc thi. Mới đây trên mạng xã hội, một hot girl 9X bất ngờ thể hiện ý muốn tham gia một cuộc thi hoa hậu. Thậm chí cô nàng dường như đã chuẩn bị sẵn xiêm y để thử sức tại các đấu trường sắc đẹp. Không ai khác, cô nàng này chính là Quỳnh Anh Xin. Trên trang cá nhân, người đẹp đã khéo léo dò hỏi đông đảo khán giả, layout này thi hoa hậu được không ạ? Trong khung hình dễ dàng nhận thấy nàng hot girl diện một đồ ôm sát khéo léo khoai thân hình thon gọn, đồng thời cô còn nhuộm tóc đen và trang điểm đầy cuốn hút. Chưa dừng lại ở đó, Quỳnh Anh Xin còn tạo ra mục bình chọn giữa việc nên đi hoặc ở nhà. Kết quả lượng khán giả khuyên cô nàng nên đi thi đã áp đảo bên còn lại. Thực tế trong vài năm trở lại đây, Quỳnh Anh Xin không còn mặn mà với làng giải trí như trước đây. Người đẹp đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực thời trang và đều đặn cập nhật các bộ ảnh được chuẩn bị cẩn thận, tỉ mỉ. Về chuyện tình cảm, người đẹp hiện tại đang chìm đắm trong tình yêu với stylist Nam Phùng. Cả hai đều đồng hành cùng đối phương ở trong công việc lẫn cuộc sống đời thường.